đòn đá đỏ ở phương đông, bên bồng một cụm mây trắng, bên dưới giống như con voi nhảy chọn một hòn núi khổng lồ dương cao, bên cạnh tự như một con sư tử đang nhảy lên. Lờ mờ hiện lên một đỉnh núi khác, trong ngôi chùa ở thung lũng Rogo, một tòa đá kết sù yên nghỉ. Bây giờ ai đang được trên đó? Có phải là Ma Bà Dịch Già? Dù giới hạn vì tôn kính, có ước mong được thấy thầy. Nếu thầy ở đó, con sẽ vui và an lạc. Dù lòng tin yếu ớt, có ước mong được hội họp cùng thầy. Càng thiền định, con càng mong ước thầy. Vợ hiện của thầy, Damema, còn ở với thầy không? Đối với bà, con biết ơn còn hơn cả mẹ con. Nếu bà ở đó, con sẽ vui và an lạc. Dù đi xa, con ước mong thấy bà. Dù đường hiểm nghèo, con vẫn ước mong đoàn tụ cùng bà. Càng chiêm nghiệm nhiều, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Nếu con có thể cùng nhau tụ họp thì thật là an lạc. Ở đó có lẽ thầy đang dạy mật điển Hevasa. Dù tâm trí đơn giản, con mong muốn học. Dù dốt nát, con ước mong tụng đọc. Càng chiêm nghiệm, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Thầy bây giờ có lẽ